chỉ làm khoảng độ 2-3 phút thôi, đúng không? Làm các động tác chẳng vuốt qua mắt này, xong rồi ấn một số huyệt quanh mắt này, xong rồi nghỉ, xong lúc đấy ấn xong rồi mình sẽ nghỉ khoảng độ nửa tiếng. Thì sau này khi mình học thì bắt buộc phải đeo kính. Còn đâu khi mình sinh hoạt các thứ gì trước khi mà mình không đeo kính thì mình cũng làm mát như thế, thì mình chơi. Còn khi mà mình học thì mình cũng làm mát, thế mình nghỉ bước xong mình đeo kính mình học. Tức là em làm trong lúc nghỉ ngơi đúng không? Lúc mỏi mắt đấy đúng không? Đúng rồi. Thì em làm khoảng bao lâu thì đi đo lại? Thực ra là em làm cái này cũng lâu rồi, tại vì mắt em mỗi năm em giữ mắt nó không tăng, thứ nhất là giữ mắt không tăng. Còn đâu đợt này thì em làm nhiều hơn ấy ạ. Thì mắt được giảm, mỗi mắt được khoảng bên mắt này giảm được 1, bên này giảm 0.5 vậy. Là khoảng trong thời gian bao lâu? Chắc là chỉ khoảng độ 3 tháng ấy. Trong 3 tháng ạ. Mà em học liên tục đấy. Chỉ đấy cũng nghỉ thì nghỉ thôi ấy. Nhưng mà em không dùng máy tính. Từ khi mình học xong giờ hết 3 tháng chưa? Được 3 tháng rồi, từ hồi tháng 5. Làm giờ hết 3 tháng rồi. Thực ra là những cái này thì em làm cũng lâu rồi, nhưng mà từ hồi có điện chuẩn thì em làm thời gian nó lâu hơn. À đâu, thời gian nó ngắn hơn ạ. Trước đấy thì em phải làm các động tác của mình, học bên sao bóp. Còn bên khi học điện chuẩn thì mình làm các động tác thời gian ngắn hơn. Trước đấy mình có thể làm 5 đến 10 phút mình mới xong. Sau đấy chỉ làm 3 phút. 3 phút diễn chặt rất nhanh. Thế từ bao nhiêu nó giảm đến bao nhiêu? Một mắt. Mắt bên này của em giảm rõ hơn là 1, 1, còn mắt bên này thì giảm được có 0.5 nữa. Từ 3, giảm. Bên này là từ 2.25, giảm xuống bây giờ là còn 1.25. Còn mắt bên kia? Mắt bên này là từ 3.5 ấy, giảm xuống bây giờ còn 2.75. Rồi tôi chúc mừng.